Phạm xin chào cả nhà mình yêu. Hôm nay vợ chồng mình với hai đứa cháu mình với con, nói chung gia đình nhà mình được gặp nhau, được đoàn tụ ở Mỹ. Đấy là một điều rất là khó khăn nhưng phải giỡn nha. Nhưng mà tại vì hôm nay á, mình được đi đến một cái con đường, một cái thành phố mà mình chưa bao giờ đặt chân đến. Và nó sẽ là một cái kỷ niệm rất là đẹp đối với vợ chồng mình với lại các cháu mình nha. Và mọi người thưởng thức, mọi người sẽ cùng chiêm nghiệm, cùng đi với tụi mình để tham quan cảnh nước Mỹ, thành phố Houston, tiểu bang Texas đúng không? Cái thành phố Houston thì mình đến này, lần này mới là lần thứ hai thôi nhá. Lần trước là mình sang đây để mình đi làm giấy tờ lãnh sự quán Việt Nam tại Mỹ. Cứ ngồi trên xe mà cháu nó cho đi chơi thì thích lắm.
tôi là có một cái anh Min đấy, đẹp trai học giỏi. Có một anh Min đẹp trai học giỏi đang ngồi bên cạnh đây. Bây giờ mời các bạn xuống một cái này gọi là cái hầm à? Hay là cái gì? Cái này. Có một lần anh ấy nhớ đi với chú Jason sần chứ cũng đưa mình xuống cái chỗ nó giống giống vậy thôi. Đây là cái đường nó chui cho cái đợt mình lên Đà Lạt đó. Phải nói là những cái cây cầu bên này mình thấy nó cực kỳ là vĩ đại thiệt. Họ phải mất bao nhiêu tiền của và công sức để mà họ làm những cái cầu này, mình nghĩ trăm năm, vài trăm năm cũng chưa hư hỏng nó thiệt ạ. Thế cho nên mình cứ biết tại sao mà ở Việt Nam mình hay nói những cái cầu là nhà này là của Mỹ, nhà này là Mỹ để lại, Pháp để lại, hoặc là những cây cầu này là Mỹ xây, nó rất là bền vững. Mà mình sang đây mình mới cảm nhận nó là như vậy thật. Này các bạn nhìn những cái cây cầu người ta xây, trông nhìn nó rất là đơn giản thôi nhưng nó rất là bền vững. Và bây giờ thì mình sẽ xin chào và hẹn gặp lại những video lần sau nhé.